Leaves. Leaves này là rời khỏi hoặc là để lại. Chứ đừng ai nói leaves là chiếc lá, những chiếc lá rơi gì đó là điểm của mình cũng rơi như lá mùa thu luôn nha. Câu số 2. My uncle, chú tôi, cậu tôi, dượng tôi, bác tôi. Dreams, mơ. Of là về. Sau chữ dreams of dùng cho thầy danh từ hoặc động từ thêm ing. Having a new house, có nhà mới. So, nên. He, anh ta, plans to, gì đó không biết, save up, tiết kiệm. For it, vì nó, hay là cho nó. Nhưng mà save it for it là tiết kiệm để mua cái gì đó ha. Vì nó, thay dịch nôm na thôi nha. À, vậy thì save up for it nó là tiết kiệm để mua nó. Rồi, plans ở đây là có kế hoạch. Và danh từ plan cũng có nghĩa là kế hoạch. Thì chúng ta coi coi bốn từ này, từ nào đồng nghĩa, gần nghĩa với từ có kế hoạch hay là định làm. Leaves. Leaves này là rời khỏi hoặc là để lại. Chứ đừng ai nói leaves là chiếc lá, những chiếc lá rơi gì đó là điểm của mình cũng rơi như lá mùa thu luôn nha. Moves là dời. Intense là định. Và từ intense này cũng đi với to infinitive luôn các em ạ. À. Intend to do something. Quit là bỏ, các em biết rồi. Chọn gì? Câu C chứ cái gì? 1C và 2C để coi coi ai làm đúng. Dạ. Yeah. Rồi câu 3 và câu 4. Các...